một câu chuyện cực kỳ cảm động sau trận Indonesia, Việt Nam, bạn đã nghe chưa? Sau khi Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, tối hôm qua ngày 21 tháng 3 năm 2024. Chiến thắng này giúp Garuda Squad tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào giai đoạn tiếp theo, tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo tờ Bola.com, nhà cầm quân người Hàn Quốc, Shin Tae-jong đã thừa nhận tuyển Indonesia chơi tệ trong hiệp 1. Bola mô tả, Shin Tae-jong nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, hiệp 1 diễn ra không tốt lắm. Và huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia đã cố gắng giải thích nguyên nhân khiến đội tuyển Indonesia chơi tệ trong hiệp 1 trước Việt Nam, đó là việc một số cầu thủ mới trong đội của ông cần được thích nghi nhiều hơn. Bola tiếp tục dẫn lời ông Shin Tae-jong, thật vậy, trong hiệp 1 có thể có ít sự gắn kết hơn, vì có một số cầu thủ mới thi đấu lần đầu và chưa tập luyện đủ lâu. Shin Tae-jong tiếp tục nói, trong khi đó ở hiệp 2, các cầu thủ đã dần gắn kết hơn, nên đã có thể thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Trong khi đó Bola cũng dẫn lời cầu thủ trẻ Marcelino Ferdinand, mô tả anh ta cũng thừa nhận những khó khăn đã gặp phải trong hiệp 1. Theo Lino, biệt danh của Marcelino, sự thay đổi chiến thuật ở đầu hiệp 2 có thể làm thay đổi cục diện trận đấu của đội tuyển quốc gia Indonesia. Cũng ở sự kiện này, trong một bài báo khác Bola cho biết, sau khi đội tuyển Indonesia đánh bại Việt Nam, ông Shin Tae-jong nói tất cả đều đã vất vả, và tôi tự hào. Theo Bola, ông Shin Tae-jong cũng gửi lời cảm ơn tới Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng và những người bạn được cho là đã mang đến trận đấu hay nhất. Tôi cũng cảm ơn Việt Nam, vì đã đi một chặng đường dài và mang đến một trận đấu thú vị. Và Shin Tae-jong cho biết, tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo để trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Indonesia và Việt Nam diễn ra thú vị hơn. Bola cũng cho rằng đã có 3 chìa khóa để làm nên chiến thắng cho Indonesia trước Việt Nam, đó là phòng thủ vững chắc, tấn công từ cánh trái, và thay người chính xác. Tờ báo thể thao của Indonesia cũng không quên nhắc đến tuyển Việt Nam ở trận đấu vừa kết thúc. Bola viết, Việt Nam không tạo ra được cơ hội nào, bởi đội tuyển Indonesia dường như đã tập trung hơn để duy trì thế dẫn trước, trong những phút cuối. Không chỉ có Bola, nhiều tờ báo tiếng Indonesia đã đưa tin về chiến thắng của đội tuyển quốc gia nước này, vào tối qua cùng nhiều câu chuyện khác xung quanh trận đấu này. Goal.com tiếng Indonesia thì cho biết, cư dân mạng phản đối gay gắt tình trạng mặt cỏ tồi tệ của sân Bung Karno trong trận Indonesia và Việt Nam. Goal cho rằng, qua theo dõi của phóng viên cả bên trong sân vận động, và qua truyền hình cho thấy cỏ trên sân Gelora Bung Karno trông rất xấu, mặt sân có màu xanh không đều. Trên thực tế, trước trận đấu này, ban quản lý sân được cho là đã thường xuyên tiến hành bảo dưỡng cỏ. Goal bình luận, không ngạc nhiên khi cư dân mạng trà sát không thương tiếc về tình trạng cỏ tại sân Gelora Bung Karno bằng những bình luận gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng tình trạng này khiến cả hai đội khó phát triển lối chơi. Nhưng Goal nhấn mạnh, không có lời phàn nàn nào đáng kể từ các cầu thủ hoặc huấn luyện viên. Cả tuyển Indonesia và Việt Nam đều không bàn luận về tình trạng mặt sân trong buổi họp báo sau trận đấu. Và cuối cùng là một câu chuyện cực kỳ cảm động mà chúng tôi đã đọc được trên tờ CNN Indonesia. Sau trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tối qua, khác hầu hết các tờ báo tại Indonesia khi nói về trận đấu, CNN Indonesia đã không đề cập gì đến diễn biến hay bình luận gì về trận đấu, mà tờ này đã đăng tải một bài báo nói về việc cầu thủ Hapner của Indonesia đã bật khóc sau trận đấu. CNN Indonesia mô tả, cầu thủ sinh năm 2003 tại Hà Lan vừa nhập tịch Indonesia đã không kìm được nước mắt. Hapner, người xuất hiện cả 90 phút trong trận Indonesia và Việt Nam, đã không kìm được cảm xúc sau trận đấu. Nước mắt cậu trào ra, và giây ít giây cùng một số cầu thủ Indonesia đã phải trấn an Hapner. Và thật bất ngờ khi tờ báo tiếng Indonesia giải thích điều gì đã khiến Hapner khóc. Không phải vì chiến thắng hay điều gì đó liên quan đến trận đấu, mà là một tấm áp phích có hình một cầu thủ tên là Noah Gaister. Tấm áp phích được làm bằng vải, có kích thước không lớn lắm nhưng nó có tác động tinh thần phi thường đối với Hapner. Gaister là bạn thân nhất của Hapner. Cũng giống như Hapner, Gaister cũng là một cầu thủ gốc Indonesia từng học bóng đá ở Hà Lan, ở lứa tuổi thiếu nhi. Nhưng Gaister đã qua đời, một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2021 đã cướp đi sinh mạng của Noah Gaister. Lúc đó cậu đang ngồi trên xe cùng anh trai ESI Gaister. Không chỉ thân thiết với Hapner, anh em nhà Gaister còn là bạn của một cầu thủ khác của đội tuyển quốc gia Indonesia là Ivan Jenner. Kết thúc trận Indonesia và Việt Nam, người ta không thấy Jenner và Hapner, thì đang khóc nức nở khi nhận thấy tấm poster có ảnh của người bạn đã qua đời. Hapner được nhìn thấy đang giữ chặt tấm áp phích có nền đen. Thỉnh thoảng cầu thủ này mở nó ra, và một lúc sau lại bóp nó.
và người ta còn thấy ít giây phải ôm Hübner để xoa dịu nỗi buồn của đồng đội. Rizky Rijkaard và Egi Maulana Vigri cũng hỗ trợ tinh thần cho Hübner bằng cách vỗ về cầu thủ hiện đang chơi ở câu lạc bộ Cerezo Osaka Nhật Bản này.